Giá gia cầm hôm nay ngày 21 tháng 2, giá vịt thịt tiếp đà giảm, giá gà mỗi nơi một kiểu. Giá gia cầm hôm nay ngày 21 tháng 2 tại các vùng có biến động. Theo đó, giá vịt thịt giao dịch ở các vùng miền Bắc có nơi xuống dưới 30.000 đồng mỗi kg, giá gà công nghiệp, giá gà thả vườn ở ba miền mỗi nơi một kiểu. Giá vịt thịt hôm nay có nơi còn 27.000 đồng mỗi kg. Sau nhiều ngày liên tục giảm Giá vịt thịt hôm nay bán ra tại các vùng miền Bắc có nơi còn 27.000 đồng đến 28.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu lai bán buôn ở trại tại Bắc Giang, Hà Nam, Phú Thọ, giao động trên dưới 35.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá vịt bơ nướng bán tại trại ở các vùng này chỉ còn trên dưới 28.000 đồng mỗi kg. Việc tiêu thụ khá chậm do nhu cầu tại các nhà hàng, quán ăn, sự kiện hạn chế. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt bán ra tại Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, phổ biến ở mức trên dưới 33.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu trứng bán thịt cho thương lái tại trại từ 35.000 đồng đến 45.000 đồng mỗi con. Giá vịt trời bán buôn ship cho khách tại Ninh Bình từ 85.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi con. Giá vịt xiêm vẫn ổn định ở mức từ 58.000 đồng đến 65.000 đồng mỗi kg. Cập nhật giá ngan thịt, chúng tôi thấy giá ngan trắng cái bán ra tay chạy dao động trên dưới 50.000 đồng mỗi kg. Giá gà hôm nay, mỗi nơi một kiểu. Một số chủ trang trại ở Thái Nguyên, Bắc Giang cho biết giá gà công nghiệp hôm nay không có biến động mà vẫn giữ ở mức trên dưới 30.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng bán ở các vùng phía Nam cao nhất đạt 26.000 đồng mỗi kg. Giá gà công nghiệp lông trắng phi lê bán cho các đầu mối tiêu dùng ở Hà Nội, Bắc Ninh từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng mỗi kg ức, đùi, canh giá khoảng trên dưới 65.000 đồng mỗi kg giá gà ta thả vườn loại một ở các vùng hòa bình bán buôn loại trên 5 tháng được trên dưới 90.000 đồng mỗi kg, việc tiêu thụ chậm hơn dịp Tết. Giá gà ta lai loại gần 100 ngày tuổi nuôi công nghiệp khoảng 55.000 đồng đến 58.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Giá gà lai hồ bán tại Ninh Bình, Hà Nam được trên dưới 80.000 đồng mỗi kg. Giá gà thả vườn đồng nai ổn định ở mức trên dưới 65.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai trọi bán ở Bình Dương, Bình Phước từ 58.000 đồng đến 63.000 đồng mỗi kg, tùy trống, máy. Theo một số chủ trại nuôi gà trống tiến ở Hà Nội, thời điểm này đang có nhiều khách đặt hàng. Tuy vào độ tuổi và mã gà mà có giá từ 250.000 đồng đến trên 400.000 đồng mỗi kg. Bà Phạm Thị Mơ ở Bà Vì, Hà Nội cho hay, gà trống thiến là một sản phẩm đòi hỏi nhiều công phu, tỉ mỉ, gà phải được nở vào tháng riêng, thiến gà vào tháng tư, tháng năm, âm lịch vì lúc này thời tiết ấm áp và đã có lúa chiêm, gà ít bệnh, lớn nhanh và lành dễ nuôi. Gà thái giám là cách gọi khác của gà trống thiến. Loại gà miến này sau khi được lấy kê từ lúc còn nhỏ và nuôi dưỡng lại càng trở nên giá trị hơn. Sở dĩ, đặc điểm của loại gà này là lúc nào lông cũng mượt óng ả, à, màu ngắn vì không còn tính dục như gà thường. Chân của gà thái giám rất vàng và nổi bật là hai hàng chỉ đỏ hai bên rất dễ nhận biết. Theo bà Mơ, tuy thân hình không lớn, nhưng gà mía được bán với giá cao hơn hẳn các giống gà khác nhờ hình thức đẹp và thịt có vị thơm ngon dai da gà ăn rất giòn được người tiêu dùng ưa chuộng